hắn thu hút toàn bộ lực lượng của chúng ta vào căn nhà. Vậy địa điểm chúng ra tay là bệnh viện. Đây là khoa đặc trị, khám bệnh sang khu khác. Cảm ơn. Không sao rồi. Alo. Phòng đó có gắn camera. Thank you.
rõ ràng là nó đã ở trong phòng. Nó đã về và chỉ ở trong nhà thôi. Cổng nhà đã khóa, nó có chạy đằng trời. Đây là những gì mà Hằng bắt mình tìm? Nhà mình có trộm. Làm gì có chuyện đó. Cháu nghe có nhiều tiếng động lạ, cho cháu gọi nhờ điện thoại. Không thấy động tĩnh gì. Hoàng Hoa đâu? Cô ấy vừa ở đây, lại đi rồi. Ừ. Tôi muốn xem lại đoạn này. Dạ. Chúng ta đã bị lừa rồi. Chính là hắn. Minh Tâm, đối tượng đã đột nhập phòng Hoàng Hoa. Hãy áp sát mục tiêu, anh sẽ qua liền. Băng ghi âm đâu? Tao hỏi cũng băng ghi âm đâu? Biết điều là tốt. Ra ngoài canh chừng. Ngạc nhiên hả? Trước khi cô chết, tôi cũng muốn cho cô biết, người vừa rồi là bà con xa của tôi. Ngay từ khi cô vừa đến đây, tất cả mọi hành động của cô đã đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi không giết chết cô cũng là để cho cô sống, để tìm cho tôi kẻ nào là kẻ phản bội. Kẻ phản bội là kẻ thân tín với ông. Ông sẽ phải trả giá vì những gì ông đã gây ra. Tôi biết kẻ trả giá không phải là tôi mà là hắn. Giờ này hắn cũng được đưa xuống nhà xác rồi cũng nên. Ông đang tin lầm người rồi đó. Công Hồng, đừng nhiều lời. Ngươi sợ à? Cứ để cho nó nói. Cơ hội để nói không còn nhiều nữa đâu.
Sao bà ta đi lâu vậy? Đứng lên! Hạ vũ khí xuống! Kẻ bỏ vũ khí là tụi bay mới đúng. Bỏ xuống, không tao bắn nát óc vỏ này. Bỏ xuống! Trốn thoát rồi. Nếu cho tôi một giờ, xin một giờ đây anh đã. Nếu cho tôi một ngày, xin một ngày đây tiếng chim.